Chào các bạn đến với chương trình tư vấn du học Singapore của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn về trò ngành học thiết kế tại Singapore cùng Học viện Raffles. Thì thiết kế là ngành học rất đa dạng, bao gồm các ngành như là thiết kế nội thất, thiết kế thời trang hay là thiết kế đồ họa vân vân. Và ngày nay thì ngành thiết kế đang rất phát triển và được rất nhiều các bạn sinh viên làm lựa chọn ngành nghề tương lai. Và bạn không chỉ trở thành một nhà thiết kế mà còn rất nhiều công việc liên quan đến ngành học mà sinh viên vẫn ứng dụng được những kiến thức đã học tại trường vào trong thực tế. Thì vậy thì thủ tục và điều kiện khi chọn học ngành thiết kế tại Singapore cùng trường Raffles thì như thế nào? Và các bạn hãy đi tìm hiểu thông tin về trường này nhé. Thì Raffles College of Higher Education là một tập đoàn giáo dục nổi tiếng hàng đầu tại Singapore và trong khu vực châu Á, bao gồm các học viện như là Raffles Design Institute hay là Raffles Merchandising Institute hay là Raffles School of Business. Và trường cũng được chính phủ Singapore cấp chứng nhận SQC dành cho những trường có chất lượng đào tạo cũng như là giảng dạy tiêu chuẩn chất lượng, và chứng nhận Khepjet dành cho trường có uy tín cũng như là đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho sinh viên quốc tế. Và ngoài trụ sở chính là đặt tại Singapore thì hệ thống trường cũng có mặt ở nhiều thành phố lớn ở các quốc gia như là Úc, New Zealand, Ấn Độ hay là Trung Quốc vân vân. Vậy nên là các bạn nên chọn học ngành thiết kế tại trường Raffles, trường uy tín, chất lượng cũng như là chuyên đào tạo các ngành thiết kế. Và mời các bạn cùng Tân Đại Dương đi tìm hiểu một vài thông tin về các học viện của Raffles nhé. Đầu tiên đó là Raffles Design Institute, thì đây là trường chuyên đào tạo các ngành thiết kế hàng đầu trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Mục đích của trường là phát triển các tài năng sáng tạo thông qua chương trình ứng dụng công nghệ mới nhất trong ngành công nghiệp thiết kế, kết hợp với đội ngũ chuyên gia thiết kế đến từ các quốc gia như là Mỹ, Anh, Canada, Colombia, Ai Cập, Úc và Singapore, nhằm giúp các bạn sinh viên lĩnh hội được những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm tốt nhất trong môi trường học tập quốc tế và chuyên nghiệp hiện đại. Thứ hai đó là Raffles Merchandising Institute, đây là trường chuyên giảng dạy các lĩnh vực như là quản lý và marketing, ngành thời trang, truyền thông hay là báo chí trong lĩnh vực thời trang. Với các lĩnh vực nói trên thì sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cũng như là những kỹ năng thực tiễn trong các hoạt động mua bán, khái niệm hóa hay là quảng cáo và xúc tiến bán hàng trong ngành thời trang. Và với ngành quản lý bán lẻ thì sinh viên được khám phá sâu hơn trong ngành công nghiệp đầy hấp dẫn và tiềm năng, cũng như là những kỹ năng tốt nhất để khai thác sở hữu một cái kênh phân phối này. Với ngành báo chí và truyền thông thì sinh viên sẽ tập trung vào cái sự nhận thức sâu sắc về các hoạt động quảng bá, sản xuất cũng như là truyền thông, quản lý sự kiện, quản lý quan hệ công chúng quốc tế hay là quản lý nhiếp ảnh thời trang và các chiến lược truyền thông. Tiếp theo đó là Raffles School of Business, thì chuyên đào tạo các chương trình cử nhân về thương mại, chuyên sâu về marketing hay là quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn hay là khoa học y sinh, công nghệ thông tin hay là khoa học tâm lý ứng dụng và các chương trình tiếng Anh dự bị. Thì trường liên kết với nhiều trường đại học uy tín của Anh, Úc như là trường University of Wales hay là University of Brentford hay là Edith Cowan University v.v. và nhằm cung cấp cho sinh viên quốc tế các chương trình giáo dục chất lượng cao và cập nhật các bằng cấp quốc tế từ cao đẳng, cử nhân cho đến chương trình thạc sĩ. Vậy thì điều kiện đầu vào của trường khi mà học ngành thiết kế thì như thế nào? Thì yêu cầu đó là sinh viên phải hoàn tất lớp 10 tại Việt Nam và IELTS là 5.5. Các bạn cũng chú ý rằng là nếu như mà học sinh mà chưa có chứng chỉ IELTS hay là TOEFL thì cũng sẽ được làm bài kiểm tra của trường tại Việt Nam để xác định trình độ thời gian học tiếng Anh tại trường. Các khóa học tại trường thì khai giảng vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm. Để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học, điều kiện đầu vào, học bổng mới nhất của trường thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hay là địa chỉ quận 5 ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng là Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội.